cầu thủ Trần Chí Công không chỉ bị treo giò đến hết V-League 2016 mà còn phải nghỉ thêm lượt trận đầu tiên ở mùa giải sau. Đó là hình thức xử phạt khá nặng của ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF do cựu tuyển thủ quốc gia này đã phạm lỗi nghiêm trọng ở lượt 22. Ông Nguyễn Hải Hường, trưởng ban kỷ luật VFF cho biết, ở trận đấu với Than Quảng Ninh trên sân Cần Thơ vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, ở phút 90 sau khi bị đối phương là cầu thủ Bùi Văn Hiếu móc chân vào người, cầu thủ Trần Chí Công của đội chủ nhà sổ số kiến thiết Cần Thơ đã đạp mạnh vào phần kính của Hiếu. Trọng tài Ngô Duy Lân đã rút thẻ vàng cho cả hai cầu thủ, do hai anh này cũng đều bị thẻ vàng trước đó nên cộng với thẻ vàng thứ hai thành thẻ đỏ và phải rời sân. Dựa trên những bằng chứng xác thực, chúng tôi đã phạt Công 15 triệu đồng và treo giò 5 trận vì Công đã vi phạm quy định kỷ luật ở điều 40 sử dụng ngôn ngữ vô văn hóa và điều 50 dùng lời lẽ đe dọa đối với trọng tài.